xong tới đảo Hòn Thơm rồi đó. Đây là cái cáp treo cuối cùng để mình tới. Tối nay thì mình sẽ được ăn trưa lúc 12 giờ rưỡi. Còn bây giờ thì mình sẽ đi tới ba cái điểm để chơi trò chơi. Biết ngon chơi không? Chơi gì? Chơi chơi chơi. Chơi chơi mình chơi không được. Chơi mình chơi không được. Chơi mà. Ừ, chơi chơi. Giờ chỉ xuống đây mình tính thôi. Hả? Đâu có. Đâu có. Mình đi theo lên đầu luôn mà. Đi thang máy nha. Đây là trò chơi mắt đại bàng. Nghĩa là rất là nhanh. Trò chơi chơi rất là nhanh. Trò chơi bên này. Bên đây, bên kia. Trò chơi bên đó đó. Thấy không? Mình vô tới cổng trò chơi rồi nè. Chuẩn bị chơi nha. Quá trời nhắn rồi. Bên đó đang xài. Vô chơi. Chơi hết mình luôn. Chưa chơi thì chưa có rung nha. Chơi thì mới có. Xem đi qua cái. Okay.
Lát nữa mình sẽ để nón kiến túi xách không quan trọng thì mình sẽ để vô cái hộp đó. Hello, hello, hello. Hi. Cầm cầm đúng như này đi, đúng không? Cái đầu lên này mình có đi nữa hả?
nhanh mà nó vừa gắt nữa, đúng là có 1 phút 30 giây thôi. Đúng là 1 phút 30 giây thôi đó. Anh đứng đòn đâu rồi? Hồi nãy là khoảnh khắc là thấy đều muốn bay cái đầu. Nó quá nhanh. Quá nhanh, quá giật gân luôn. Vui không? Vui không? Vui, em muốn chinh. Em có la không? Có, la quá trời luôn á. La mà không nghe tiếng người khác la. Nghe tiếng của mình nha mà. Cứ vậy nè. Cái vậy đó. Ở xuống xuống một sợ. Không xuống đâu xuống. Sợ cái bạn ngồi đó. Cái bạn ngồi kế bên hai á đâu dám mở nước mặt lên. Không được sợ rớt cái đập. Nó đúng là nó nhanh thiệt luôn á. Mình mới vô phòng thay đồ để mình thay đồ bơi. Rồi mình đi vô công viên nước mình chơi nè, ở đây thì có cái dòng sông lười. Ai lười thì vô cái phao đó rồi nằm lên. Một người hay là hai người cũng được. Rồi mình đi vô trong công viên nước mình chơi cho có những trò gì thú vị nha. Xuân qua không có tắm, nhưng mà là chỉ có hai chị em tắm với sinh viên tiếng Anh tắm thôi. Chị ghé Hoàng Gia kìa. Thế là cũng bị lắm. Rồi cắm cho mỗi đứa một cái mọc. Đi vô nhà hàng và sau đó ra bãi biển. Đó, bãi biển ở phía trước mặt của mình nè. Rồi giờ mình đi tiện chuyển qua nhà hàng đặng mình ăn trưa. Thì hồi nãy là hai chị em Khánh với lại Tiết Ngân chơi những cái trò chơi bạo lực cảnh giật mạnh. Mạo hiểm thôi, chỉ có mạo hiểm thôi chứ không có nguy hiểm. Mạo hiểm là gì? Mạo hiểm có nghĩa là giả mạo nguy hiểm. Buổi trưa ăn trưa ở đây là ở trong tour luôn, là bao gồm trong tour luôn á, cho mình luôn. Trắng trắng mà xa xa ngoài kia là biển. Trời thì đang chuyển mưa mưa nè, không biết có mưa lát nữa có mưa không, có ảnh hưởng gì tới cái tour hay không nữa nè. Tắm cái mọc hả? Đây, nhà hàng giá từ 270 tới 270 là giá người lớn. Cái mọc có chữ gì vậy? Không, không thấy gì luôn. Cái tên của nhà hàng quá.
ta phải kiểm soát cái vé của mình mới cho mình vô, tại vì mình đi theo tour. Còn nếu mà khách mà không có đi theo tour á, khách đi tự do thì mình phải mua một phần là như cái giá ở ngoài á. Ở đây là mình ăn buffet. Rồi để đồ lên đi cưng. Rồi đi lấy đồ ăn đi. Mấy bạn này là cũng đi chung đoàn với mình luôn. Đi chung tour với mình luôn. Để Khánh coi thử ở đây có những cái món gì. Hai đứa em nó sẽ lấy cho Khánh luôn. Cá ngừ là cá ngừ kho. Thôi chị không ăn cơm đâu. Bò kho. Ở đây đồ ăn quá chừng nhiều luôn á. Nhiều món lắm. Thôi bốn cái đi, hôm qua ăn không? Cưng ăn không? Ăn lấy đi. Ở đây là bánh tiêu, mì nè. Ba chị em ăn xong rồi, bây giờ mình di chuyển ra ngoài biển để mình lên cano. Cũng may mắn là bữa nay tuy không đem theo nón nhưng mà trời cũng vừa đủ mát mẻ. Chứ cái nắng ở ngoài này thì nó dữ dội hơn cái nắng ở trong mình nhiều luôn á. Bên kia người ta đang làm cái công trình gì nữa. Mỗi một lần ra là có một cái sự thay đổi. Như năm nay thì chưa có cầu hôn. Nhưng mà nếu mà năm sau mình có cơ hội để mình ra thì sẽ có cây cầu hôn. Thì cô dâu chú rể nào mà sắp làm đám cưới á, hay là bạn bè nào mà tính cái gì? Nói chung là tiền cà phê khóa đủ sống tới giờ này đó. Bây
rồi mình di chuyển ra bờ biển. Hồi nãy là do bên bờ biển phía bên đó sóng mạnh quá thì đổi hướng đi cano rồi, nên là mình di chuyển bằng xe này. Hướng dẫn yếu chứ xe bự phải đổ. Đợi. Bẻ nó xuống tí ngon. Cho em mượn thử cái